Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Hôm nay thì DVH lại nhận được những cái đơn hàng mới. Nói chung là liên tục những fan nổ súng, liên tục những cái đơn hàng dồn dập về với đội của DVH Audio. Hôm nay nhận được đơn hàng là súp 50 carbon côn 125. Đây anh Việt đang lắp. Con này thì công suất nó lớn, dây thì mình sẽ để chập đôi dây này, dương chập đôi, âm chập đôi luôn. Bát màng carbon này, cái này là về cho các bác đi làm âm thanh loa đài đám cưới sự kiện. Và con này là con full 715 cấu hình từ neo. Bát neo bi, xương chữ Y, côn 100 và tép neo. Tép neo bi côn 75 các bác nhá. Đấy đồng bộ là neo bi. Con này côn 100, này côn 75 nhôm dẹt. Quánh rất là kinh khủng khiếp các bác nhá. Cái này, loại này là chuyên về cho các bác đi chơi âm thanh loa đài đám cưới sự kiện nhỏ. Quánh tan nhà nát cửa. Chắc chắn là các bác mà chơi âm thanh gia đình thì sẽ không khoái cái món này tại vì quá to. Đây, anh em thợ DVH thì đang đấu dây và đang trong quá trình lắp ráp vào thùng. Khủ kinh khủng không? Neo bi côn 100 340 này, từ neo bi xương hình chữ Y rất là đẹp nha. Nói chung là cấu hình này về các bác đi nẹ đám cưới thì tưng bừng luôn. Nhìn này. Sợi carbon. To đại tướng luôn các bác. To đại tướng luôn. Còn bên này gọi là khoe hàng một tí thôi. DVH là chuẩn bị tung ra một cái cấu hình rất là khủng. Đây, các anh nhìn này, 4 quả A-dây 30 từ neo. 4 quả A-dây 30 từ neo này. Rất là gấu, súp kép từ 220 côn 100, bát chéo nhau này. Súp thì là từ thường nha, các anh nhìn A-dây từ neo. Loại này chưa dán tem gì cả, về các bạn thích dán tem gì thì dán. Súp cũng vậy, thích dán tem gì thì dán. Đó chế là cái bộ chân này là bộ chân nhập khẩu. Nhưng mà về thì mình độ chế lại một tí các bạn. Cái này thì gọi là ngoài lề thôi, khoe thôi. Đơn này khoe hàng này, các anh nhìn cái bộ chân của em này, chống như hình dấu cộng. Kinh khủng, tời tay quay này, đấy bắt đầu cộng lên, đẹp không? Anh em chuyên quay tay. Cô hình này quá đẹp luôn. Cái này dự kiến là một hai hôm nữa thì sẽ tung ra thị trường đây. DVH Audio đang ở cửa hàng mới các anh nha. Hiện tại thì bên em vẫn hoạt động cả ngoài cửa hàng mới, đang ở trong nhà. Súp lại thùng rất là sâu, các bác có thể nhìn được cái tỷ lệ giữa mặt loa với cả hậu loa này, sâu 75 nhá. Quánh tưng bừng luôn, các bác đi quánh đám cưới dập tưng bừng luôn. Ok, túi ốc lục ra của nó có một túi dùng dở mà, đã hết đâu. Đặt túi mới. Hả? Chôn của mày hết thì sẽ lục thì sẽ hết. Không, chôn đã hết rồi. Vẫn còn nhớ là vẫn còn lục mà. Thùng sơn sần này các bạn, thùng sơn sần nhá. Bát này, các bạn nhìn cái núm của nó mà xem. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái này là gửi cho bác Hùng. Bác Hùng gửi về bến Niệm Nghĩa, Hải Phòng. Bác Hùng là một khách hàng cũ. Đợt trước là có lấy vỏ thùng bên mình rồi, đợt này lấy nguyên cả loa luôn. Đẹp không? Nhìn cái núm của nó này, đáng yêu. Quá to. Quá đẹp luôn. Gửi về Niệm Nghĩa, Hải Phòng nha, tí anh về đi gửi nhá. Có anh thân ô gọi gì không? Xuống đấy thì đầy ông nào chả thân, ông nào chả quen đi. Ông nào ông cười tê tê. Đi xe rồi. Nói chung là anh em mình mà ra bến xe Gia Lâm để gửi hàng đi Hải Phòng ấy, nói thật với các bác là các bác mà xe Oho hay xe Hải Âu nhìn thấy con bán tải của em là vẫy tưng bừng luôn. Tại vì cứ bình thường là một tuần ít thì ra để gửi hai lần, nhiều thì 3-4 lần. Nên là nhẵn mặt nhau hết rồi. Cứ ra bến Gia Lâm phát là nhìn thấy xe mình là vẫy tay phấn khởi luôn. Đấy. Đây là những cái đơn hàng nổ trong buổi chiều ngày hôm nay. Đầu ơi, kéo cái quần lên. Đang quay video nhìn ông này trông mất thẩm mỹ quá. Đấy, cái này là sau khi anh em lắp ráp xong thì là sẽ đóng hàng và sẽ gửi đi cho bác Hùng. Cái dàn kia đang quánh A-dây rồi, chưa quánh súp các anh nhá. Đang vừa đấy chưa có con cốt, anh Đồng vừa chạy về nhà lấy con cốt ra. Tí nữa nẹ thử con súp kia xem phê không. Quánh thử xem là độ phê nó đến đâu. Lắp nhanh lên để đang quay video tí test luôn. Ba
Bát, Nelby, Trường Chữ Y, Cồn 100. Dập kinh khủng luôn. Súp này, súp màng sợi carbon Cồn 125. Đây, bây giờ lại ra chuyên mục que hàng. Ngoài lề một tí là các bác này, các bác mới đi làm những chương trình sự kiện nhỏ này, mang cái combo này đi thì nhìn gố mèo luôn. Đấy, bộ dàn dây, giá treo các thứ. Riêng cái bộ giá treo kia em chia sẻ thật các bác là mua không hề rẻ nhá. Đấy, về mình còn phải độ chế thêm vào cho nó. Mua về là còn phải độ thêm cái để kê con loa súp này, mấy cả cái móc cho loa dây. Việt đang quay tay. Sao vừa lấy cắt cái lục ra rồi mà anh đâu ơi? Nó máy kia rồi. Lấy con máy khoan điện ra. Con này lục nó dài bắn vào con khoan điện ấy. Cho khỏe. Lấy con khoan điện ra mà bắn. Hãy chúc lộc cao lộc cho tết hệ. Xoay tay này đến bao giờ? Lấy khoan ra lắp vào mới vừa lấy nó cắt lục. Cho khỏe tay tí. Độ này vận động ít. Đau hết cả lưng. Đúng rồi, Việt Hâm rảnh quá ra quay tay cho nó khỏe. Rise above the ordinary, travel through time, celebrate every day, fly Emirates to Dubai. Đây là dàn máy của em này, dàn máy này chính là cái dàn máy hôm vừa rồi mang đi làm luôn. Đẩy mới, đẩy có màn hình P4800, con này 4 kênh, oánh 4 quả dây luôn. Con ở dưới đây oánh súp, DMX oánh súp. Đang oánh bằng cái con bàn mixer bé bằng cái danh con này. Mixer to hơn bàn tay một tí. Anh Đồng cao mét bao nhiêu anh Đồng ơi? Mét 75. Mét 75 ấy. Kìa thanh niên Đồng cao mét 75. Thế là dàn này cao được bao nhiêu nhỉ? Mét 75 mà nó cao gấp đôi Đồng. Ôi thế là những 3 mét rưỡi. Tầm 3 mét rưỡi. Kinh ấy. Dàn này cao 3 mét rưỡi. Đẹp phết cho. Nhìn hệ thống chân trống này. Hệ thống chân trống này rồi kích kia các thứ này. Đấy. Chân trống hình chống cộng nha. Nhìn đẹp phết. Mua được một chân này đẹp hết. Alo ạ. Có bao nhiêu ấy? Được, em chuyển luôn nhá. Thêm cái dây nữa đi, nó thiếu dây thì để nguyên là này lấy thêm. Ở trong đấy vẫn còn dây ấy, lấy thêm cái dây nữa đi.
hai quả xúc đơn chồng lên nhau nhìn gấu phết các bạn. Cắm vào xúc nhá. Xanh xanh đỏ vàng thì cắm vào full. Bát carbon này các bạn nhìn này. Các anh cũng hô chị ba chị em tên là xanh đỏ vàng nhá. Mình cũng hai chuẩn xanh đỏ vàng này. Hai cậu. Ba chị em tên là xanh đỏ vàng. Đủ dây rồi Việt. Đấy cắm luôn cái đấy ra cũng được. Cắm cả chồng chồng luôn có full vào đây. Để cắm sang lo full. Bổ dây Canon không? Trong đấy dây Canon đủ không? Vào để vào vào đây xem Việt cắm kiểu nào đó. Có sao vào đây cái máy này kiểu gì vào đây tối nhỉ? Ừ nhỉ, sao ánh sáng kiểu gì vào vào đây tối nhỉ? Có dây nguồn chưa? Cầm em cắm. Đây còn gì đây? Xúc. Xúc rồi cho đánh xe te đi. Đây có thêm dây Canon nữa này. Đây cắm thêm một dây nữa xuống xúc này. Thêm dây nguồn, dây nguồn đây. Đây, đây dây nguồn đây. Cắm cốt. Cốt số. Vào trong này cho ánh sáng mở thôi. Em đây. Chưa thấy chuyển khoản, chưa lo lắng lắm. Con cốt này ra không nhớ là đang cài anh là 56 bởi vì 34 là. Hôm vừa rồi quánh nhà văn hóa, con cốt này quánh nhà văn hóa là không quánh 2 quay thôi. Cắm vào 34 ấy. Cắm vào 34 quánh 2 quay. Đang cắm con PA260 để cắt cốt qua cốt số. Việt đang nghi ngoáy. Đây dây của đồng. Dây của đồng vừa lôi vào là cắm loa gì đấy nhỉ? Anh đồng ơi. Dây anh vừa lôi vào là cắm cái gì ấy? Đây là dây này của anh đồng vừa lôi vào. Mới lôi ra mà. Cái dây anh đồng vừa lôi vào cắm phun đi. Dây cắm sẵn rồi cho cắm xúc nhá. Đây, một con phun trồng ở đây, một con đặt dưới đất được. Có sao cái máy này xong này lấy nét kiểu dở hơi nhỉ? Ui giời ơi. Cắm đi. Dán nốt tem đi, dán nốt tem có loa phun đi. Đấy, cấu hình 715 từ neo. Cho bạn lên trong cầu. Đào lắp rồi đấy. Rồi thôi đặt một con ở dưới đi, trồng lên sợ ánh rơi bỏ mẹ. Nó nền này nó nghiêng em sợ rơi thôi, anh cứ đặt ở dưới đất đi không sợ rơi đấy. Cái này nó test thôi các bác, chứ còn đi làm thì các bác phải đầu tư cái dây tông đơ nhá. Có thể trồng 4 con này lên nhau nhưng phải đầu tư cái dây tông đơ để trói tới trên xuống dưới. Không là bánh rung là nó rơi vỡ loa ngay, rơi vỡ đầu ấy. Rơi vỡ loa là không sợ bằng rơi vỡ đầu các bác. Ok, bây giờ đến cái đoạn là gay cấn nhất này. Sau một hồi lắp đặt rồi, giờ chỉ đến cái đoạn test đồ là gay cấn nhất rồi các bạn. Gay cấn nhất cái đoạn test đồ. Xúc carbon, màng carbon. Full kêu rồi này. Ờ hình như kêu rồi, xúc chưa kêu. Bật cái nhạc mà đợt trước mình hay bật đấy. Việt ơi, cái nhạc ấy ấy. Nhạc ấy ấy chả nhớ là nhạc gì. Đây là đang test này, hai con xúc này với cả hai con full nhá. Còn đâu cái dàn này nó rút hết dây ra nhá các bác nhá. Các bác lại nhầm tưởng lại bật cả mớ này lên thì bảo sao nó chẳng kêu to tí. Nhưng mà đây là đang test cái nào. Đây. Cấu hình đây các bác này, hai quả súp này, hai quả súp màng carbon côn 125, hai quả full. We'll be right back.
cầm hộ em có máy quay súp này, súp này hay là đang cắm bằng đường Milo, đang quay. Anh em cắm kiểu gì? Cắm bắn vị anh cứ đầu à? Không biết được. Hay là rơi ra đó. Anh có ăn được cái đầu bắn vít đó đâu? Đây, đầu nó rơi kìa. Chắc là nó bị rơi đấy. Con này màu mè thế. Để con súp ở trên đấy con lấy con dày không biết đánh con rơi hết ốc không? Tê lắm á? Nói là gì đâu anh em đừng lo. Ui, vào trong nhà phải ấn nếp này, một nữa là em mới sáng lên. Nó đưa rồi. Anh em có thể dò điện cho con đấy, thiết bị điện tử nó đang bị dò điện, nó cũng đơ đấy. Hàng nữa rồi. Mà trước mình con mấy con vàng cứ bị dò điện một phát là lại đơ luôn. Cả hệ thống con này đơ luôn. Máy tính đi trong đi kìa. Cuộc sống người khổ thế. À, giới thiệu anh em một con họng đỏ chót. Đỏ như môi gái 18 luôn. Chị em biết luôn rồi. Khá đỏ. Cái đấy là đang bí mật, cái đấy để là sau ông tự dưng nó không thể quay vào đấy. Ừ. Chuyện. Nó quay vào rồi làm nào. Cho em biết là có con họng đỏ. Có gì cần khoe nhỉ? À đây, có ít bánh bãi. Em đi làm loa đài khó phải dùng cái bánh như này thì mới đẩy đi được. Đây, cái bánh này bi rất to rồi chứ. Có đấy. Không, chỉ cần một sợi trong đục được rồi. Con này chỉ cần một sợi đục trong đầu VGA ấy. Một sợi là được. Nắn cắm bình thường được. Con này gì cả. Đang giới thiệu khoe có ít bánh. Những cái bánh bãi nhá. Sẽ đẩy gì. Nó bằng cao su ấy, kiểu cao su cứng ấy. Thì dùng nó bền anh em ạ. Bi nó là loại thép tốt thì sắt tốt thì nó không bị cháy bi. Còn mấy cái bánh lởm chởm sau hỏng hết bi nhưng không được việc thế nào. Đẩy rất bực mình anh em ạ. Không được việc tí nào. Nói chung là không được việc là không thích rồi. Rồi đó, chờ em một tí nhá, cài lại con côn nhá. Con côn này là chừng ca một tí anh em ạ. Ra trải thêm cái bộ cái chân của mấy bạn ở đây này. Đây một cái bộ chân này đã được gọi là anh em công ty chế cháo rất nhiều rồi. Đây cái chân này là phải hàn thêm một cái quay nữa để nó để điều chỉnh cái độ cao của con ốc vít chân này thì để cho nó phẳng với gọi là địa hình nào cũng có thể dựng cho phẳng được nhé. Gì nữa? Tôi cắm được mà. Đây em chuyển ra cái máy quay. Bên đấy con đầu lỗ đầu tiên. Đây, lỗ đầu tiên, lỗ trên. Đây. Ừ. Cắm lên có nhận đỡ không? Được. Xin nào. Còn ba, rồi em cầm máy quay để anh. Em cái bộ chân thì một lúc là sửa. Này, giữ máy đây, đổ rồi. Giữ đây. Đang cài con cốt cái, các bác chờ em một tí nhá. Cài qua con cốt này cái xong rồi. Cái em nhỉ. Cái bộ xanh xanh có mạch cơ. Bộ nào? Trong ba lô hết rồi. Trên xe mình có cái gì đâu. Trong cặp không còn nữa đâu. Anh lọc mất ra rồi, cầm hết đi đâu. Trong cặp nhiều dây quá, cầm quá hết mắt. Không có thì lại phải cái tay thôi. Đấy,
cái dây này dây không có mạnh nhau, vì cái dây có mạnh xong rồi. Dây có mạnh thì dây không. Cái dây màu trắng hết rồi. Cái dây màu trắng không có dây màu trắng không được rồi. Thế bỏ bỏ vào máy tính ra đi. Cái này anh em thua thật sợ à. Rồi, những cái lúc khó khăn thì vẫn phải biểu diễn võ công rồi các bạn. À tất cả em ơi. Game 1x6 X over. Không sao cả các bạn, cái tay cũng được, không làm sao. 99,2 này. 30 mới cả 99,2. Cái máy quay nào là không lấy nét được cái này. Được rồi, ok. Để lấy nét cái màn này cho các bạn xem nhá. Thế là đã cắt súp xong các anh nhá. Vấn đề là từ đầu là con này là nó cái đường súp ra nó chưa cắt. Bây giờ đã cắt rồi, bây giờ sẽ test nhạc cho con xem. Máy quay không hiểu tại sao vào đây lấy nét chậm nhỉ. Rồi tăng volume nhá. Con mixer này tăng volume rất oai oăm, không dùng fader mà lại dùng núm vặn. Đây đang bật nhạc điện thoại đây. Lên nhà ơi.
xúc quánh tức ngực luôn các bạn. Xúc carbon cùng 125. Quánh tung tức ngực. Phê thật, con này quánh phê. Phê ra ra luôn. Phun từ neo tiếng cũng rất là sáng. Ok, bây giờ thì bên em sẽ đóng hàng. Bây giờ sẽ đóng gói cẩn thận và sẽ gửi về. Tôi bảo là bên gì là bên Nhật Nghĩa. Bên Nhật Nghĩa cho bác Hùng nha. Đấy, với cái cấu hình này các bác về chỉ cần trồng thêm một đôi phun đơn nữa thôi. Đi làm thì mỗi bên một quả phun đơn và hai quả phun đơn trồng lên. Nhớ lấy dây thông đơn trăng lại. Quánh ok, một đám cưới luôn các bác nha. Đấy, toàn bộ là hàng mới do bên em dựng các bác nha. Hàng này gọi là hàng gióng, hàng dựng thôi. Nhưng tuy nhiên là nhìn cũng khá là đẹp và chất âm ok, phù hợp với túi tiền các bác bỏ ra nhá. Ok. Rồi, đến cuối video rồi thì em cũng xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của bác Hùng đã đặt hàng với DVS hai cái đôi này để phục vụ cho cái đội cố định sự kiện. Và nhân đây được cũng cảm ơn toàn thể quý khán giả quý đã theo